Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 190. Ngả bài. Ngày hôm đó, Duệ Vương phủ bất ngờ đón một vị khách không mời mà đến. Người đến mang theo trường đao, dáng vẻ uy nghiêm, vạm vỡ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là người từng lăn lộn trên chiến trường, nét cương nghị in dấu phong xương hắn thẳng tắp tiến đến cổng duệ vương phủ, thể hiện một thái độ không hề thân thiện. Các vệ sĩ gác cổng ngăn lại vị đại hán này, hắn liền nói, mang ta gặp duệ vương. Khẩu khí của hắn thật lớn, nhưng người của duệ vương phủ xưa nay quen kiêu ngạo, ngay cả hạ nhân cũng mang theo vài phần ngạo khí. Không chút nhún nhường, một vệ sĩ nói, không có thiếp mời, điện hạ không tiếp khách. Đại hán tức giận định lên tiếng thì bỗng nghe thấy một giọng ngạc nhiên, thẩm tướng quân. Nhìn lên thấy thiết y đang nhanh chân tiến đến. Thiết y chừng mắt nhìn vệ sĩ kia, cung kính nói, thẩm tướng quân, hạ nhân không hiểu chuyện, mong ngài bỏ qua. Để thuộc hạ đưa ngài đi gặp điện hạ. Vệ sĩ kia tròn mắt nhìn, dường như mới hiểu ra thẩm tướng quân là ai, lập tức lộ vẻ ngờ vực, không ngờ rằng đối phương lại đến vào lúc này. Thẩm tín nén cơn giận, mấy ngày nay hắn chẳng chọc không yên, mỗi khi nghĩ về nghi vấn trước đó, đều không thể ngủ ngon. Vốn tưởng theo thời gian mọi chuyện sẽ dần quên lãng, không ngờ càng lâu, trong lòng hắn lại càng khó chịu hơn. Thẩm tín không phải người thích quấy dày người khác, nhưng một khi có điều gì nghi hoặc, hắn nhất định phải làm rõ. Huống chi chuyện này liên quan đến đại sự cả đời của Thẩm diệu, nên cuối cùng hắn quyết định đến Duệ Vương Phủ một chuyến, Bất luận kết quả ra sao, hắn cũng phải làm rõ. Không ngờ vừa tới nơi đã gặp phải vệ sĩ không biết điều, làm tăng thêm sự bất an trong lòng hắn. May mà thiết y thức thời, thấy thẩm tín không vui liền biến đổi cách đối xử, chỉ nói gần đây Duệ Vương Phủ bận rộn chuẩn bị hôn lễ, mong muốn thẩm diệu được phong quang xuất giá, trong lòng thẩm tín cũng thoải mái hơn chút. Đi theo thiết y, thẩm tín thấy đúng như lời nói, Duệ Vương Phủ răng đèn kết hoa, trông rất vui mừng. Dù sao, việc Duệ Vương Phủ xem trọng hôn sự này cũng khiến lòng thẩm tín bớt lo lắng. Tới trước cửa một phòng, thiết y dừng lại, nói, thuộc hạ không thể vào thư phòng của điện hạ, đã có người thông báo, thẩm tướng quân cứ tự vào. Thẩm tín thầm nghĩ, lát nữa hắn và Duệ Vương nói chuyện cũng rất riêng tư, không thể bị người ngoài nghe thấy. Nếu không ai được phép vào thư phòng, cũng thuận tiện cho hắn, dù lòng hơi nghi hoặc, Duệ Vương không ưng thuận người vào nhưng lại để hắn tự do đi vào, chẳng lẽ không sợ hắn ra tay? Nhưng nghĩ lại, với thân thủ Duệ Vương đã thể hiện khi tỉ thí với thẩm khâu, cũng không dễ bị chính mình chế ngự. Dù nghĩ nhiều, nhưng trên mặt thẩm tín vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, đáp một tiếng rồi nhấc chân bước vào. Ngay khi mở cửa, một vật trắng nhỏ xù lông lao ra, nhìn kỹ là một con hổ trắng tuy còn nhỏ nhưng bi bô hướng về hắn kêu. Thẩm tín suýt chút nữa theo bản năng vung đao. May mà thiết y kịp tiến lên ôm hổ trắng đi, thẩm tín mới hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Duệ Vương đang ngồi trên ghế đọc sách, tư thế không đoan chính, biếng nhác, nhìn sách một cách tùy tiện, dường như không thật sự để tâm. Thẩm tín nhíu mày, Duệ Vương. Khác với La Tuyết Nhạn, tuy Duệ Vương cho phép mọi người trong thẩm gia gọi hắn là cảnh hành, là tuyết nhạn cũng làm vậy, nhưng thẩm tín lại không thể thoải mái gọi như thế. Nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nữ nhân có thể dùng trực giác để phán đoán thiện ác, nhưng nam nhân cần chứng cứ rõ ràng, đặc biệt là thẩm tín, hắn cần dựa vào chứng cứ để hành động. Duệ Vương ngước mắt, đặt sách xuống bàn, thẩm tín nhìn thấy đó là một quyển binh thư, rất tối nghĩa. Tầm thường chỉ có lão tướng mới đọc, nhưng Duệ Vương chỉ mới 22, nếu thật sự đọc sách này, hoặc hắn đang giả vờ, hoặc hắn là người thâm tàng bất lộ. Trước khi Duệ Vương đến nhà, trong mắt thẩm tín, Duệ Vương chỉ là một thân vương nhàn tản dựa vào danh phận đệ đệ vĩnh lạc đế, làm càn thôi. Nhưng sau trận tỉ thí với thẩm khâu, thẩm tín cảm thấy người này không đơn giản. Có lẽ đây chính là trực giác của nam nhân. Thẩm tướng quân bồi ta một ván cờ đi. Duệ vương không gọi là thẩm lão gia hay những xưng hô thân mật khác dường như mang theo mấy phần ý vị thẩm tín nói ta không biết chơi cờ chiến kỳ duệ vương giơ tay lấy từ một bên bàn cờ ra đặt lên bàn đưa cho thẩm tín một bình quân trắng giữ lại một bình quân đen cho mình hắn nói thẩm tướng quân chúng ta lấy bàn cờ làm nước kỳ bàn làm giới lấy quân cờ làm binh cùng chiến một ván thế nào Thẩm tín vừa nghe đến chuyện chiến sự liền hào hứng, nhìn đối phương tuổi trẻ, hắn có chút không thích bị xem thường, đáp ngay, tới thì tới. Hai người dọn xong quân cờ, bắt đầu chơi. Trái với vẻ bề ngoài, Duệ Vương có phong cách chơi cờ khiến thẩm tín giật mình. Đối phương có một lối chơi cũ kỹ và tàn nhẫn, không tương xứng với tuổi trẻ. Trong khi chiến kỳ yêu cầu sự suy nghĩ cẩn thận từng bước, Duệ Vương lại dường như không mất nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ tùy ý đặt quân cờ xuống nhưng nhìn kỹ từng nước đi đều rất xảo diệu thẩm tín tuy là người chơi cờ khá nhưng so với duệ vương thì liên tiếp rơi vào thế yếu ông thậm chí có ảo giác rằng mình đã từng chơi cờ với duệ vương trước đây nếu không sao duệ vương lại biết trước nước đi của ông một ván kết thúc thẩm tín không có gì bất ngờ thua duệ vương nói ngươi thua rồi thẩm tín khoát tay chơi lại lần nữa vẫn thế thôi duệ vương nói có ý gì thẩm tín cau mày ngươi thua hắn nói thẩm tín sống lâu như vậy văn huệ đế cũng phải nể mặt ông ngoài la tuyết nhạn ra chưa có ai dám nói chuyện với ông như vậy ông đang muốn nổi giận thì duệ vương nhẹ nhàng nói thẩm tướng quân hôm nay đến duệ vương phủ chắc không phải chỉ để chơi cờ hắn mỉm cười hỏi có chuyện gì sao thẩm tín nghẹn lời duệ vương dường như luôn có cách chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo như thể không có gì xảy ra kỹ năng này gợi nhớ đến tạ đỉnh người đã từng khiến thẩm tín nhiều lần phải bối rối khi tạ đỉnh và thẩm tín tranh luận tạ đỉnh luôn tỏ ra bất cần đời khiến thẩm tín với tính cách chân thật luôn bị quay cuồng nghĩ đến tạ đỉnh thẩm tín nhớ lại lý do mình đến duệ vương phủ hôm nay nhớ lại mục đích ông không còn tức giận với duệ vương nữa ông nhìn thẳng vào mắt duệ vương hỏi trước đây ngươi trong thẩm trạch tỉ thí với thẩm khâu chiêu trùy thủ chống cổ kia là học từ đâu nghe vậy duệ vương cười thẩm tướng quân nói đến chiêu trùy thủ tòa hầu ta đã cố tình làm chậm để thẩm tướng quân nhìn rõ có cần ta làm lại cho thẩm tướng quân xem không thẩm tín sững sờ trong lòng bỗng chốc hiểu ra Duệ Vương quả nhiên cố ý Ông đã nghĩ Chiêu trùy thủ tòa hầu kia như bị làm chậm Để ông nhìn rõ Giờ nghe Duệ Vương thừa nhận Thẩm tín cảm thấy khó tả Nhưng vẫn đầy ngờ vực Ông hỏi Người biết nó gọi là trùy thủ tòa hầu Người học từ đâu Đã biết từ lâu rồi Duệ Vương lười biếng nói Thẩm tướng quân chẳng phải đã từng thấy sao Câu trả lời như một cú sốc Đối với thẩm tín Nhiều năm trước trên đường minh tề ông từng thấy thế tử tạ đỉnh con trai của tạ đỉnh sử dụng chiêu này khi đó ông đã nghĩ tạ cảnh hành dùng chiêu này còn lợi hại hơn cha mình nhiều bây giờ duệ vương nói thẩm tướng quân chẳng phải đã từng thấy sao duệ vương chưa bao giờ đến minh tề thẩm tín chưa từng thấy ai khác sử dụng chiêu này trong lòng thẩm tín dậy sóng vào lúc này ông có cảm giác không biết phải làm sao ông không biết nên biểu hiện kinh ngạc hay kinh hãi nhưng một mặt khác trong lòng lại bình tĩnh những đêm không ngủ trằn trọc cuối cùng đã có câu trả lời ông ngờ vực đúng ông hỏi ngươi có phải là tạ cảnh hành duệ vương trực tiếp gỡ mặt nạ xuống thẩm tín hít vào một ngụm khí lạnh thẩm gia và lâm an hầu phủ xưa nay không thân thiện nhưng thẩm tín hiểu rõ nhất về lâm an hầu phủ tạ đỉnh sinh ra như để khắc chế con trai mình thẩm tín từng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng âm thầm thưởng thức tạ cảnh hành. Cảm thấy thiếu niên này tuy bất hảo nhưng có sự thẳng thắn và hào hiệp mà quý công tử khác không có. Bây giờ, nhìn người trước mặt, dáng dấp trưởng thành và anh Tuấn hơn, nhưng nét mặt mày vẫn còn bóng dáng trước đây, thẩm tín liền hiểu ra. Những băn khoăn, ngờ vực cuối cùng đã có lời giải. Ông nói, chuyện này là thế nào? Người nên giải thích ngữ khí của ông nghiễm nhiên là một bậc trưởng bối dạy bảo vãn bối thậm chí ông còn có cảm giác hoang đường rằng mình đang giúp tạ đỉnh quản giáo con trai tạ cảnh hành mỉm cười rót cho thẩm tín một chén trà nói nhạc phụ uống trà từ từ nghe sau đó trong gần nửa canh giờ thẩm tín nghe từ miệng tạ cảnh hành một bí mật kinh thiên động địa thẩm tín không ngờ tạ cảnh hành là đại lương thân vương thân thế ly kỳ nhấp nhô Càng không ngờ Tạ Cảnh Hành dám trở thành Đại Lương Duệ Vương, rồi lại dám nghênh ngang đến Minh Tề. Hắn không sợ một khi thân phận bị vạch trần sẽ mang đến phiền phức gì sao? Nghe xong Tạ Cảnh Hành, lòng Thẩm Tín rối bời với bao cảm xúc, giận dữ, phẫn khái, hối hận, do dự, tất cả đan xen vào nhau. Dù vậy, hắn nhanh chóng xác định quyết định của mình, nếu ngươi có thân phận này, Kiều Kiều không thể gả cho ngươi. Tại sao? tạ cảnh hành hỏi mục đích của ngươi không thể chỉ là đến minh tề để cống nạp thẩm tín lạnh lùng nói đại lương dã tâm không đơn giản vậy sẽ có ngày đại lương tấn công minh tề đến lúc đó ngươi và chúng ta sẽ là kẻ thù nếu kiều kiều gả cho ngươi nàng sẽ đứng giữa hai phía ta không thể để nàng chịu đựng điều đó dù phải kháng chỉ ta cũng sẽ không để kiều kiều bị làm khó dễ nhạc phụ lo xa rồi Tạ cảnh hành không hề để ý, mỉm cười. Nàng biết thân phận của ta, còn rõ ràng hơn ngươi về thế cục mình phải đối mặt. Có lẽ ngươi nên suy nghĩ về mối quan hệ giữa thẩm gia và minh tề. Thẩm tín ngờ vực hỏi, ngươi có ý gì? Tạ cảnh hành vỗ tay, ánh mắt dừng trên bàn cờ vừa chơi. Trên bàn cờ, quân trắng của thẩm tín bị nuốt chửng, trong khi quân đen của tạ cảnh hành tràn ngập. Tạ cảnh hành nói, ván cờ này ta đã chơi với nhạc phụ đại nhân như minh tề hoàng thất nhạc phụ không nhận ra điều gì sao thẩm tín đột nhiên ngẩng đầu giận dữ người đang nói bậy bạ liệu có phải bậy bạ hay không hai chúng ta đều rõ tạ cảnh hành thu lại nụ cười lộ ra vẻ sắc bén minh tề đối với thẩm gia như thế nào ta không tin nhạc phụ chưa từng nhận ra thực tế nếu không có thẩm diệu âm thầm chống đỡ thẩm ra e rằng không thể bảo vệ mình như hiện tại. Ta không phải Bồ Tát, chỉ là không muốn thấy thẩm diệu một mình bảo vệ các ngươi mà các ngươi chẳng biết gì, khiến nàng trở thành người xấu. Nàng chỉ là một cô gái nhỏ, ta không nỡ lòng bỏ. Thẩm tín tức giận, dâu mép thẳng đứng, nhưng vẫn nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của tạ cảnh hành, truy hỏi, kiều kiều thế nào? Ngươi nói rõ ra cho ta. Nhạc phụ và nhạc mẫu suốt ngày ở Tây Bắc, lòng mang thiên hạ, tự nhiên không thể chăm sóc thẩm kiều kiều. Nhưng ta thì biết rõ, người cho rằng thẩm gia nhị phòng tam phòng là người tốt sao? Trước kia, họ muốn đưa thẩm diệu đến dự thân vương phủ, tại ngọa long tự cho nàng dùng mê hương. Thẩm viên chết thế nào? Nhậm huyền vân điên ra sao? Thẩm quý, thẩm vạn gặp chuyện gì? Kinh sở sở, kinh quan sinh. Thẩm gia tính kế thẩm diệu, hoàng thất minh tề cũng không kiêng kỵ. Ngươi cho rằng khi lui giữ tiểu xuân thành, ai là người né tránh bên trong, và tại sao tô gia trang đột nhiên đứng ra giúp? Thẩm ra mỗi lần toàn thân trở ra là do trời cao giáng phúc sao? Hắn nhìn thẩm tín cứng ngắc, châm chọc nói, hai năm trước, khi nhạc phụ khải hoàn hồi chiều, đúng lúc gặp mừng thọ thẩm lão thái bà, thẩm ra từ đường bị cháy. Là thẩm diệu tự mình nổi lên sao? để các ngươi nhận rõ dã tâm của người thẩm ra nàng dùng tính mạng nhắc nhở các ngươi thẩm tướng quân ngươi còn dám nói mình có thể bảo vệ nàng an toàn thẩm tín như bị xét đánh những sự việc này từ khi hắn và la tuyết nhạn trở lại định kinh thành hắn đã từng nghi ngờ nhưng sau khi điều tra đều không có manh mối công việc binh bộ bận rộn hắn không có thời gian điều tra thêm và bỏ qua thẩm diệu không nói hắn cũng quên bây giờ nghe từ tạ cảnh hành từng chi tiết ngọn nguồn thẩm tín không biết trong lòng là kinh sợ hay giận dữ đến nỗi á khẩu không trả lời được thẩm gia nhị phòng tam phòng bị như vậy đều là thẩm diệu tính kế thẩm tướng quân đừng trách nàng lòng dạ độc ác nếu không phải nàng mộ phần cỏ đã cao hơn trượng tạ cảnh hành nói ánh mắt sắc bén khiến người ta không thở nổi nhạc phụ có thể là tướng tài đối với thiên hạ nhưng đối với thẩm diệu thì không phải ta không biết tại sao nàng gánh vác mọi chuyện như thể nợ thẩm gia. nhưng dưới cái nhìn của ta, thẩm tướng quân không phải là một người cha tốt. thẩm gia may mắn có thẩm diệu làm nữ nhi. nàng lo liệu cho các ngươi, trăm phương ngàn kế bảo vệ thẩm gia. minh tề hoàng thất tương lai cũng là người nàng đối phó. thẩm tướng quân nói thẩm diệu sẽ vì đây mà khó xử. ta không hiểu, hắn lạnh lùng trào phúng. người thật sự hiểu rõ thẩm diệu sao? thẩm tín ngồi trên ghế cảm thấy không có mặt mũi nào ngược lại ta và thẩm kiều kiều giao tình không sâu nhưng cũng đã đồng cam cộng khổ cùng nhau trải qua những đêm ngắn ngủi và nguy hiểm ta từng cứu mạng nàng cũng từng giúp nàng trong cơn nguy khốn tạ cảnh hành nói ta tại sao không thể cưới nàng thẩm tín trong lòng sinh ra vô hạn uể oải tạ cảnh hành nói về thẩm diệu là một người xa lạ với hắn những chuyện nàng đã trải qua hắn hoàn toàn không biết như tạ cảnh hành từng nói hắn tự nhận thương yêu thẩm diệu rất nhiều nhưng lại không hiểu rõ nàng những năm qua hắn đã làm gì hắn nhìn bàn cờ hồi lâu nhìn rất lâu cho đến khi mắt cũng cay cay mới nhẹ giọng nói nói cho ta nghe tất cả người biết gì về kiều kiều hãy nói cho ta nghe bùi lang tỉnh lại thấy mình ở nơi xa lạ xung quanh có nhiều thị nữ đang chăm sóc hắn ký ức của bùi lang dừng lại ở địa lao của định vương phủ có một người áo đen bịt mặt cứu hắn khỏi ngọn lửa có lẽ là cứu vì hắn vẫn còn sống hắn không biết ai cứu mình và tại sao hỏi thị nữ xung quanh chỉ biết đây là duệ vương phủ bùi lang mơ hồ nhận ra thẩm diệu và duệ vương có giao tình nhưng mức độ thì không rõ hắn nghĩ Duệ Vương sẽ không vô duyên vô cớ thu nhận giúp đỡ hắn, tất nhiên là vì Thẩm Diệu. Thẩm Diệu không hề từ bỏ hắn, nghĩ đến đây, Bùi Lang trong lòng cảm thấy an ủi. Những suy nghĩ của Bùi Lang như bừng tỉnh vào khoảnh khắc này đều trở nên đáng giá, mặc dù chính bản thân hắn không hiểu vì sao lại có suy nghĩ này. Lúc đó, cửa phòng mở ra, một thanh niên trẻ tuổi bước vào, mang theo hòm thuốc và tiến tới bắt mạch cho hắn. Bùi lang ban đầu không chú ý lắm, nghĩ rằng đây là đại phu được Duệ Vương mời đến. Nhưng khi nhận ra dung mạo của người này, hắn ngạc nhiên gọi lên, cao thái y. Tiếng gọi quá lớn khiến vết thương trên người đau nhói, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Cao Dương vội vàng đè nhẹ lên vết thương của hắn, nói, không cần kinh ngạc như vậy, cẩn thận kẻo động tới vết thương. Bùi lang nhìn Cao Dương, trong lòng trào dâng nhiều ý nghĩ cao dương là thái y trẻ tuổi nhất trong thái y viện nổi tiếng với y thuật cao minh được hoàng gia cực kỳ coi trọng hắn thường xuyên làm văn huệ đế vui vẻ và được các phi tần yêu thích vì vẻ ngoài tuấn tú nếu là thái y trong cung không lý gì lại đến ngoài cung xem bệnh đặc biệt là ở duệ vương phủ bùi lang suy đoán có thể duệ vương đã xin văn huệ đế mượn cao dương nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị phủ định định kinh có nhiều đại phu y thuật cao minh không cần thiết phải kinh động hoàng gia để tìm cao dương vậy chỉ còn một khả năng cao dương và duệ vương có mối quan hệ đặc biệt nào đó ý nghĩ này làm hắn kinh hãi hắn nhìn cao dương với ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn mỉm cười hỏi cao thái y sao lại ở đây cao dương vừa bắt mạch vừa nói duệ vương triệu ta đến xem bệnh cho ngươi nên ta liền đến sau khi xem mạch cao dương nói gần như đã ổn định lại nhưng định vương trước đây đã dùng hình lên hai chân ngươi tổn thương gân cốt ta sẽ thực hiện rút kim để chữa trị nếu không đôi chân ngươi chẳng mấy chốc sẽ phế bỏ bùi lang sững sờ phó tu nghi tàn nhẫn với hắn căm hận sự phản bội hắn không lấy mạng bùi lang nhưng không có ý định để lại đôi chân lành lặn nếu không có ai cứu phó tu nghi sẽ sớm móc đầu gối của hắn nghe cao dương nói chuyện dù bình tĩnh trong lòng bùi lang không khỏi dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn. Phó tu nghi thật tàn nhẫn, Cao Dương lấy ra một loạt kim châm từ hòm thuốc, kéo ống quần lên và bắt đầu châm cứu. Bề ngoài không thấy hắn ác độc như vậy. Bùi lang cảm thấy kỳ lạ. Cao Dương là thần tử minh tề, thái y hoàng gia, lại dám gọi thẳng tục danh phó tu nghi và thiếu tôn trọng trong lời nói. Điều này thật không hợp lý cao dương tiếp tục chuyên tâm châm cứu và đột nhiên mở lời ngươi có phải muốn hỏi ta và duệ vương có quan hệ gì bùi lang ngập ngừng rồi thẳng thắn cao thái y nguyện ý nói cho ta biết sao không giấu gì ngươi ta là người của duệ vương cao dương đáp lần này bùi lang không nói nên lời hắn ngạc nhiên trước thân phận của cao dương nhưng kinh ngạc hơn là cao dương tiết lộ bí mật này mà không chút che giấu cao dương hiện tại là gì gian tế của đại lương hay đã bị duệ vương thu mua ngươi có phải đang kinh ngạc tại sao ta nói bí mật lớn như vậy cho ngươi cao dương tiếp tục đúng vậy bùi lang thẳng thắn ta không rõ chuyện này có khó gì cao dương cười định vương phủ bị cháy phó tu nghi sẽ biết có người cứu ngươi cứu ngươi và đốt cháy địa lao phó tu nghi không ngu hắn sẽ biết ai làm chỉ có duệ vương phủ mới có thể bảo vệ ngươi ngươi đã dính líu vào đây trở thành người của chúng ta sao phải giấu giếm cao dương ngẩng đầu lên cười nói chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây bùi lang không biết nên phản ứng thế nào cảm thấy mình bị cuốn vào một thế lực lớn hắn hỏi định vương phủ bị cháy là các ngươi làm đúng vậy cao dương đáp bùi lang hít một hơi lạnh địa lao là nơi quan trọng nhất của định vương phủ giam giữ những kẻ địch quan trọng đốt cháy nơi đó là một hành động vô cùng táo bạo chỉ có duệ vương phủ mới có thể che chở cho hắn bùi lang do dự một lúc rồi hỏi là duệ vương cứu ta ai có bản lĩnh cứu ngươi nếu không phải là hắn cao dương nói cũng không ai dám mạo hiểm như vậy nhưng vì sao hắn cứu ta bùi lang thăm dò có phải ai đó nhờ hắn làm vậy cao dương nhìn hắn cười không sai bởi vì vương phi của chúng ta nhờ vả vương phi bùi lang sững sờ duệ vương phi hắn chưa từng nghe về duệ vương phi càng không biết có giao tình gì với mình duệ vương phi vì sao khoảng chừng vì có sư sinh tình nghĩa cao dương cười nói duệ vương phi từng là học sinh của ngươi bùi lang ngạc nhiên nàng là Thẩm Diệu 191 Bí mật Minh Tề lúc này dường như bình yên, nhưng lại không hẳn hài lòng hoàn toàn. Thẩm Diệu sắp xuất giá về Đại Lương, khiến mọi người trong thẩm trạch bận rộn không ngừng. Việc chuẩn bị hồi môn cho nàng, từ thị vệ, người hầu, nha hoàn đến việc chuẩn bị sa mã và lộ trình đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Thẩm Tín chuẩn bị hồi môn cho Thẩm Diệu rất chu đáo, dù không thể sánh với sinh lễ của Tạ Cảnh Hành nhưng cũng rất phong phú. Đất đai, cửa hàng không mang được đi, những thứ khác chủ yếu được chuyển đổi thành bạc trắng, tiện dụng ở dị quốc. Thẩm khâu còn âm thầm đưa thêm cho thẩm diệu một sấp ngân phiếu, ngựa ngùng nói, đây là ngân phiếu của thông hối tiền trang, ở Đại Lương cũng dùng được. Đại ca không có gì nhiều, chỉ có những này, muội muội đừng chê ít. Nhìn sấp ngân phiếu nhăn nheo, thẩm diệu cảm thấy ấm lòng thẩm khâu tuy trẻ nhưng lại rất quan tâm đến nàng nàng đùa rằng cha mẹ đã cho đủ tiền không cần thêm nhưng thẩm khâu kiên quyết cha mẹ là cha mẹ ca ca là ca ca ta cho người khác với cha mẹ cho nói xong hắn đẩy ngân phiếu vào tay nàng rồi đi nhanh thẩm tín từ ngoài bước vào gọi thẩm diệu vào thư phòng kiều kiều cha có chuyện muốn nói với con la tuyết nhạn muốn đi cùng nhưng thẩm tín ngăn lại để ta và Kiều Kiều nói riêng vài câu. La Tuyết Nhạn đành đồng ý. Trong thư phòng, Thẩm Tín nói, mấy ngày nữa, Kiều Kiều sẽ xuất giá. Ta dự định để Mạc Kình theo con đến Đại Lương. Dù Duệ Vương là em trai Vĩnh Lạc Đế, nhưng Hoàng gia luôn nhiều thị phi, có gì oan ức, con phải nói với Duệ Vương. Con là người Duệ Vương cưới về, hắn phải bảo vệ con. Thẩm Diệu gật đầu. Nếu Duệ Vương không bảo vệ được con, vẫn còn cha mẹ ở đây. Cha đã chọn vài người trong Thẩm gia quân, không giỏi như Mạc Kình nhưng đủ để bảo vệ con. Đừng để mình chịu thiệt thòi. Thẩm Diệu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, "Cha, cha mẹ không nghĩ đến chuyện rời Minh Tề sao?" Thẩm Tín ngạc nhiên nhìn Thẩm Diệu im lặng. Thẩm Diệu tiếp tục, "Nếu con gả đến Đại Lương, hoàng thượng sẽ ngăn cách Thẩm gia." dù hiện tại cha mẹ vẫn là võ tướng nhưng tương lai hoàng thượng có thể không trọng dụng thay vì chờ đến lúc đó sao không cùng con đến đại lương binh quyền không cần giữ ở lại minh tề cũng có thể mất thẩm tín lắng nghe và hiểu ra sau cuộc trò chuyện với tạ cảnh hành rằng thẩm diệu đã nhiều lần ám chỉ ông ông cười khổ hoàng gia muốn kiềm chế thẩm gia sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi minh tề họ còn muốn dùng thẩm gia để kiềm chế con thẩm diệu ngạc nhiên trước giờ nàng luôn lo lắng về sự lãnh mạc của minh tề hoàng thất nhưng giờ nghe thẩm tín nói nàng thấy cha đã hiểu ra vấn đề thẩm tín nói cha hiểu con lo lắng nhưng cha không thể đi nếu cha quyết tâm vẫn có cách rời đi thẩm diệu nói hoàng gia muốn kiềm chế thẩm gia chúng ta phải tính toán kỹ dù sao cũng không sợ mất mát nói xong giữa hai lông mày nàng hiện lên sự quyết tâm thẩm tín cười trước đây cha nghĩ kiều kiều quá nhu nhược không giống con gái nhà võ tướng giờ thấy con cha thấy yên tâm con không sợ cường quyền rất tốt ông uống một hớp trà rồi nói tiếp kiều kiều thông minh nhưng còn tương lai thì sao tương lai thẩm diệu hỏi người thiên gia coi thẩm ra như cái đinh trong mắt dù có ngày minh tề cường thịnh thẩm gia cũng sẽ trở thành mục tiêu. Ta không sợ, nhưng không muốn nương con, anh con và con bị liên lụy. Càng không muốn tổ phụ bị sỉ nhục. Thẩm Diệu nghe thấy tim mình đập thình thịch, nàng đoán được Thẩm Tín muốn nói gì, nhưng nàng vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn. Giây tiếp theo, nàng nghe thấy giọng của Thẩm Tín vang lên, làm phó thần trung thành với thiên gia này, ta, Thẩm Tín, không làm nữa. Thẩm Diệu ngẩng đầu lên, nàng nói cha. Kiều kiều, con không cần khuyên ta, thẩm tín cười sang sảng, cha con tuy rằng tận trung, nhưng sẽ không cống hiến cho kẻ lòng lang dạ sói. Càng không muốn liên lụy đến tính mạng của cả gia đình. Như con đã thấy, nếu hiện tại thẩm gia chúng ta cùng con đi đến Đại Lương, nếu một ngày Đại Lương tiến công minh tề, thiên hạ bách tính sẽ mắng chúng ta thẩm gia là loạn thần tặc tử, mắng con trợ trụ sáu ngược. Chúng ta sẽ phải mang tiếng xấu ấy nhưng nếu chúng ta ở lại định kinh con gà xa một ngày minh tề và đại lương xung đột con không ra mặt chỉ là một nữ tử thân vào lục bình một thân một mình tại dị quốc bách tính sẽ không trách móc con còn thẩm gia ở lại minh tề không thể cấu kết với đại lương tự nhiên cũng sẽ không mang tiếng xấu thẩm diệu lắc đầu cha chẳng lẽ muốn lấy danh nghĩa thẩm gia quân để thay thế minh tề cùng đại lương tác chiến sao không thẩm tín cười, trước đó, bệ hạ nhất định sẽ đối với thẩm gia động thủ. Mặc dù hoàng thượng không động thủ, ta cũng có cách để hắn ra tay. Thẩm tín nhìn nước trà trên bàn, thiên gia đa nghi, chỉ cần động chút tay chân, để hoàng thượng nghe một ít đồn đại không có lửa mà lại có khói. Hoàng thượng kiên kỵ thẩm gia đã lâu, tất nhiên sẽ không kiềm chế nổi ra tay. Hắn nói với vẻ châm chọc, như văn huệ đế, người chinh chiến nhiều năm, bảo vệ Giang Sơn, nhiều lần vào sinh ra tử, nhưng lại dễ bị lời dèm pha chi phối, sẵn sàng ra tay xóa bỏ thần tử khi có chút nghi ngờ. Chờ cái ngày ấy, Thẩm Tín ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngày mà hoàng thất đối với Thẩm gia bất nhân bất nghĩa, chính là lúc Thẩm gia khởi nghĩa. Thẩm Tín không muốn Thẩm gia mang tiếng xấu, nhưng cũng không muốn hy sinh người sống để bảo vệ danh tiếng. Ông muốn cho thiên hạ bách tính đều thấy rõ là hoàng thất trước tiên bất nhân với Thẩm gia, nên Thẩm gia mới đối lại bất nghĩa. Nhưng Thẩm Diệu suy nghĩ, đây không phải phong cách hành sự của Thẩm Tín. Thẩm gia luôn thẳng thắn, không chơi trò mưu kế lòng người. Trước nay Thẩm Diệu một mình gánh vác mọi chuyện vì nàng sợ bản thân sẽ bị cho là nham hiểm độc ác trong mắt Thẩm gia. Nhưng giờ Thẩm Tín lại chủ tính bố cục, điều này không giống ông. Chắc chắn có ai đó đã tác động. Thẩm Diệu nghĩ ngay đến Tạ Cảnh Hành. Nàng nhìn Thẩm Tín, muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thẩm Tín như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười vỗ nhẹ đầu nàng. Trước kia ta nghĩ Kiều Kiều chưa trưởng thành, giờ thấy con lớn rồi, một mình tại Định Kinh cũng rất mạnh mẽ. Trước đây thấy tiểu cô nương ngày ngày già dặn cũng không tốt, nhưng giờ cha rất vui mừng. Ông cười, lời nói này cha mẹ không ở bên con. Kiều Kiều cũng có thể tự bảo vệ mình. Thẩm Diệu nói, "Cha, nếu Thẩm gia không thể tự bảo vệ mình, hãy viết thư cho con ở Đại Lương, con là nữ nhi của Thẩm gia, con sẽ nghĩ cách." "Đây là việc của nam nhân, con là nữ tử, không phải nam nhi." Thẩm Tín bật cười, "Nhưng Kiều Kiều của chúng ta là cô nương tốt nhất trên đời, nhớ đó, gả cho Dụy Vương cũng không thịt thòi." Thẩm Diệu cảm thấy mũi cay cay, từ khoảnh khắc này nàng nhận ra mình sẽ rời xa người thân. Duệ vương tuy giả dối hung tàn, nhưng vẫn giữ chữ tín. Hắn sẽ che chở con. Con yêu hắn thì đừng lo lắng gì. Yêu người con yêu, làm điều con muốn làm. Con biết rồi, thẩm diệu nhẹ giọng nói. Thẩm tín nhìn thẩm diệu một lúc lâu, rồi cười, mấy năm nữa, cha hứa sẽ đến tìm con. Thẩm diệu khẽ mỉm cười, con sẽ chờ cha. Từ khi Thẩm Tín và Thẩm Diệu có cuộc nói chuyện trong thư phòng, quan hệ giữa hai người dường như thân mật hơn. Thẩm Diệu thường theo Thẩm Tín ra sân xem luyện võ, điều này làm Thẩm Khâu ganh tị, muội muội dạo này chỉ dán cha, không thèm để ý đến ta. Thẩm Diệu cảm thấy giữa mình và Thẩm Tín có sự hiểu ngầm, khi nói chuyện cũng không còn kiêng kỵ. Thường xuyên khuyên Thẩm Tín cách đề phòng hoàng gia, Thẩm Diệu dựa vào những hiểu biết kiếp trước khi ở trong cung. Thẩm Tín ngạc nhiên không biết Thẩm Diệu biết những điều này từ đâu, nàng liền đổ hết công lao cho Tạ Cảnh Hành, làm Thẩm Tín cảnh giác hơn với Tạ Cảnh Hành, cho rằng hắn có tâm cơ sâu sắc, cần đề phòng. Thẩm Diệu từng hỏi Tạ Cảnh Hành có nói gì với Thẩm Tín không? Tạ Cảnh Hành không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhìn thái độ của hắn, Thẩm Diệu hiểu rằng hắn đã nói điều gì đó. Khi nhắc đến tương lai của Thẩm gia tại Minh Tề, Tạ Cảnh Hành nói rằng hắn sẽ có cách ứng phó, khiến Thẩm Diệu yên tâm hơn. Chẳng mấy chốc, đêm trước ngày thành thân đã đến. Ngày mai Thẩm Diệu sẽ rời Thẩm gia lên Kiệu Hoa đi khắp Định Kinh trong buổi lễ tấp nập. Sau đó nàng sẽ rời thành cùng hôn phu đến Đại Lương tạm biệt Minh Tề. Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, người đi theo cũng đã sắp xếp xong. Ngay cả Bùi Lang Thẩm Diệu cũng không quên ở lại định kinh là vô cùng nguy hiểm cho anh, vì Phó Tu Nghi nhất định sẽ không buông tha. Vì vậy, Thẩm Diệu quyết định để Bùi Lang đi cùng đoàn người đến Đại Lương. Thẩm Diệu tưởng rằng dù vì Lưu Huỳnh, Bùi Lang cũng sẽ không dễ dàng đồng ý đi Đại Lương, nhưng khi nàng chỉ vừa nhắc trong thư, Bùi Lang đã đáp ứng ngay. Điều này làm nàng hơi nghi hoặc, nghĩ rằng có thể Tạ Cảnh Hành đã uy hiếp anh, nhưng lại cảm thấy Tạ Cảnh Hành không phải là người sẽ làm điều đó. Dù Bùi Lang ở lại Minh Tề hay Đại Lương, sống hay chết, Tạ Cảnh Hành cũng không để tâm. Đêm nay, không chỉ Thẩm phủ mà nhiều nơi khác cũng khó mà chợp mắt. Trong phủ công chúa, Vinh Tín công chúa đang đi đi lại lại trong phòng. Hạ nhân đều đã bị nàng cho ra ngoài, chỉ vì nàng sợ hành động khác thường của mình sẽ gây nghi ngờ. Kể từ khi phát hiện Dụệ Vương chính là Tạ Cảnh Hành, Vinh Tín công chúa có nhiều nghi hoặc nhưng chưa từng chủ động đến Duệ Vương phủ để dò hỏi. Nàng hiểu rằng định kinh đầy tai mắt của thiên gia, và dù nàng chỉ là một công chúa không màng thế sự, cũng không phải không có người lưu ý đến hành động của nàng. Nếu ai đó phát hiện ra điều gì và tra ra thân phận của Tạ Cảnh Hành, hậu quả sẽ thế nào? Vinh Tín công chúa vẫn còn nhớ đến những tình cảm xưa cũ với Tạ Cảnh Hành. Nàng đề phòng, nghi ngờ và cảnh giác hắn. Nhưng không quên được những năm tháng hắn làm bạn, giúp nàng vượt qua thời kỳ cô độc khi ở quá. Tình cảm con người rất phức tạp, không có sự phân định rõ ràng giữa yêu và ghét. Nếu có thể phân rõ ràng, rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều khó khăn là khi yêu sen lẫn oán hận, khiến lòng người không nỡ tàn nhẫn cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngày mai thẩm diệu sẽ xuất giá, ngày mai tạ cảnh hành sẽ rời định kinh khi hắn trở lại đại lương không biết bao giờ hắn sẽ quay lại minh tề và lúc đó có xảy ra xung đột không liệu hắn sẽ mang quân san bằng định kinh vinh tín công chúa là di mẫu của tạ cảnh hành nhưng cũng là công chúa của minh tề trước giang sơn và tình thân nàng phải lựa chọn huống chi tình thân này còn chứa đựng sự lừa dối sau một lúc nàng ngồi xuống bàn lấy ra giấy bút nhưng khi định viết lại do dự Lá thư này có thể mang đến hậu quả gì, không ai biết được. Nhưng một điều chắc chắn, khi thư này viết xong, tình cảm giữa nàng và Tạ Cảnh Hành sẽ tan thành mây khói. Việc biến người thân thành kẻ thù là một điều đau khổ đối với cả Vinh Tín công chúa và Tạ Cảnh Hành. Nàng không dám nghĩ đến kết cục này, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, nàng cắn răng, quyết định viết thư. Trong phủ Bình Nam bá Tô Dục và Tô phu nhân nhìn cửa thư phòng đóng chặt, cả hai đều lo lắng. Tô Minh Phong đã hơn 20 năm sống bình yên, lần đầu tiên trong đời yêu một cô nương, nhưng đáng tiếc là duyên phận không đến. Trước đây, thái tử là trở ngại, giờ lại là duệ vương. Thẩm Tín tuy yêu thương con gái, nhưng cũng không thể không tuân theo thánh chỉ, đành để Thẩm Dịu gả xa đại lương, càng không thể nói đến Tô gia. Tô phu nhân thở dài, chỉ còn cách đợi một thời gian nữa để Minh Phong tự mình suy nghĩ rõ ràng, quên đi Thẩm gia tiểu thư. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Tô Dục lắc đầu. Minh Phong tính tình giống ta, một khi đã yêu thì khó quên. Để quên Thẩm gia tiểu thư không dễ dàng. Họ thấy Tô Minh lãng ôm một chồng sách đi ngang qua. Theo thời gian, Tô Minh lãng đã bớt tính cách hoạt bát khi còn bé, trở nên trững chạc hơn như Tô Minh Phong nhưng vẫn kiêu ngạo hơn một chút hiện tại hắn thường thể hiện như một tiểu đại nhân khiến tô dục đôi khi cũng cảm thấy không dễ chịu tô dục gọi hắn lại minh lãng tô minh lãng dừng bước bước tới trước mặt cha mẹ kêu một tiếng cha mẹ đại ca con hôm nay tâm tình không tốt cha có chuyện quan trọng muốn con giúp con vào thư phòng nói chuyện với đại ca khuyên bảo hắn tô minh lãng tuy tính tình thay đổi nhưng vẫn thân cận với Tô Minh Phong. Khi còn bé, Tô Minh Lãng luôn được Tô Minh Phong che chở, vì vậy hắn luôn nhớ đến lòng tốt của đại ca mình. Tô Phu Nhân cũng nói, đúng rồi, Minh Lãng, con hãy để đại ca dạy con viết chữ, hoặc là chơi một ván diệp tử bài với đại ca. Tóm lại, đừng để đại ca nhàn rỗi. Tô Minh Lãng nhìn cha mẹ một chút, nghiêm nghị nói, các người muốn con khuyên đại ca, Đừng vì chuyện của Thẩm tỷ tỷ mà buồn bã phải không? Tô Dục và Tô phu nhân ngẩn người, không nói gì. Tô Minh Lãng liếc mắt nhìn vào thư phòng sáng đèn, nói, "Huynh đệ chúng ta sẽ nói chuyện tâm sự, cha mẹ không cần lo lắng, con sẽ không để Đại ca nhảy xuống sông tự tử đâu." Tô phu nhân ngập ngừng một chút rồi nói, "Vậy thì cảm ơn Minh Lãng nhé." Tô Minh Lãng bước về phía thư phòng của Tô Minh Phong, cố sức đẩy cửa ra. Thấy Tô Minh Phong ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt nôn nóng và phức tạp. Mấy ngày nay, anh lúc nào cũng mang biểu hiện này. Tô Minh lãng bò lên ghế, ngồi gần Tô Minh Phong, nghiêm túc nói, "Đại ca, yêu thì phải tranh thủ." Tô Minh Phong ngạc nhiên. "Đại trượng phu dám làm dám chịu." Tô Minh lãng trịnh trọng nói, "Thân làm huynh đệ, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Nếu ngươi yêu thích Thẩm tỷ tỷ, thì hãy đi cướp hôn." mang nàng về. Đại ca ngươi yêu tú hơn bất kỳ ai khác. Hiểu ra em trai đang nói gì, Tô Minh Phong bật cười, lắc đầu, nàng gả cho ai thì liên quan gì đến ta? Vậy tại sao đại ca lại buồn bã? Tô Minh Lãng nghi ngờ hỏi, ngươi không thích Thẩm tỷ tỷ sao? Đừng nghe mẹ nói bậy, ta chưa từng yêu thích nàng. Nhưng ngươi vẫn phái người điều tra Thẩm tỷ tỷ mà, Tô Minh Lãng lên án đó không phải là yêu thích thì là gì tô minh phong lắc đầu ta không làm vậy vì yêu thích chỉ là vì chấm hắn ngưng lại trên mặt hiện lên vẻ phức tạp tô minh lãng nhìn anh đại ca ngươi thật kỳ quái nhị đệ tô minh phong đột nhiên hỏi ngươi còn nhớ tạ cảnh hành của lâm an hầu phủ không tạ ca ca tô minh lãng nói tất nhiên nhớ đó là bạn tốt nhất của đại ca trước đây đại ca bảo rằng tạ ca ca đã đi xa và sẽ không bao giờ trở về không được nhắc đến nữa sao hôm nay lại nhắc đến tạ ca ca về định kinh sao tô minh phong lắc đầu không phải hắn hỏi ngươi thực sự nghĩ hắn là bạn tốt nhất của ta sao tất nhiên rồi tô minh lãng nói tạ ca ca tuy hung dữ miệng xấu luôn bắt nạt ta nhưng đối với nhà chúng ta rất tốt đại ca từng nói tạ ca ca là người anh lớn của đại ca tô minh phong trầm mặc tô minh lãng tò mò đại ca có phải cãi nhau với tạ ca ca không tô minh phong đứng dậy không có ta ra ngoài một lát minh lãng người ở lại đây đừng đi đâu đêm định kinh che giấu tất cả công chúa phủ và phủ bình nam bá như đá ngầm dưới dòng nước cuộn sóng ấp ủ cơn bão có thể hủy diệt mọi thứ trong định vương phủ, phó tu nghi ngồi uy nghi trên cao. Hắn trông hơi tiều tụy, làm giảm đi vẻ phong thần tuấn lãng vốn có. Thời gian trước, địa lao của định vương phủ bị thiêu dụi hoàn toàn, phó tu nghi suýt nữa đập nát tất cả mọi thứ trong phòng ngủ. Lửa giận không thể phát tiết, và thông tin đến sau đó càng khiến hắn tức giận hơn, không tìm thấy thi thể bùi lang. Hiển nhiên, bùi lang đã bị cứu đi, và người cứu hắn cũng là kẻ phóng hỏa dám ngang nhiên hành động trong định vương phủ phá hủy những thứ quan trọng phó tu nghi quyết tâm tìm ra bùi lang và kẻ đứng sau hắn ban đầu hắn nghi ngờ thẩm gia nhưng điều tra không thấy liên quan mọi manh mối đều bị cắt đứt có thể tưởng tượng được nỗi căm phẫn của phó tu nghi ngày mai là đại hôn của thẩm diệu và duệ vương sau đó thẩm diệu sẽ theo duệ vương đi đại lương và bí mật của duệ vương sẽ khó mà biết được cơ hội biến mất trước mắt phó tu nghi không cam tâm vừa lúc này thị vệ điều tra bên ngoài vào hành lễ rồi nói điện hạ công chúa phủ và bình nam bá phủ có động tĩnh phó tu nghi ánh mắt sáng lên làm sao thị vệ tiến lại gần thì thầm vào tai phó tu nghi sắc mặt hắn chấn động lập tức lộ ra vẻ vui mừng trời giúp ta lập tức phái người theo dõi hai nơi đó không được bỏ sót điều gì. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, phó tu nghi dựa lưng vào ghế, hiện lên nụ cười tự đắc. Duệ vương, công chúa phủ, bình nam bá, thẩm diệu, hắn nói, ta muốn xem giữa các ngươi có những bí mật gì không ai biết. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.